Mình cũng xin giới thiệu với các bạn là đây là một trong những cái sản phẩm mà rất tốt cho sức khỏe, đó là cái viên nang nấm linh chi đỏ Reishi ạ, hoang dã, được khai thác hoang dã nhá, của rừng Tây Ga này, của Nga này. Nó là một trong những sản phẩm thuộc trong dòng bí huyết trường thọ, trẻ hóa và tăng cường hệ miễn dịch này, và đặc tính của nó là phòng ngừa được ung thư. Cái nấm này ấy, thì nó được gọi là vua nấm của người Hồi giáo, hay là gọi là nấm bất tử này, nấm của sức mạnh tâm linh này, tức là nó được gắn với rất nhiều cái tên bởi là nó chứa rất nhiều những cái đặc tính hữu ích, và nó có thể chủ yếu là các cái viên tố vi lượng này, rồi là vitamin này và axit hữu cơ này, polysaccharide này, thì tất cả những cái chất này ấy, nó sẽ giúp là duy trì sự minh mẫn của trí óc của chúng ta này, làm dịu thần kinh này, chống co thắt, và nó làm cho chúng ta trẻ hóa được cái cơ thể này, phòng ngừa các cái khối u, và nó được sử dụng để trong ung thư, giống như kiểu là để ngăn ngừa và ung thư ấy, và bình thường hóa cái huyết áp này, giảm cholesterol trong máu này. Nói chung nó có rất nhiều các cái đặc tính hữu ích ấy, thì các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trên cái trang mỹ phẩm nga.vn. Trong một sản phẩm này thì nó sẽ có 30 viên nang, và như các bạn nhìn thấy trên vỏ hộp đây, 100% là nấm tự nhiên đấy, và thân thiện với môi trường, và được thu thập bởi các cái chuyên gia, dưới sự kiểm soát của các cái chuyên gia ấy, thì nó đảm bảo cái hiệu quả cho chúng ta sử dụng, và cũng là an toàn ạ.